Xin trân trọng tài trợ các bạn video xuống núi từ Puttaleng theo hướng đi từ lán 2004 xuống mé bên Tà Lèng. Đường này rất là đẹp, rừng nguyên sinh rất là nhiều. Các bạn có thể thấy xung quanh đây toàn là rừng nguyên sinh cả. Đấy, toàn là rừng nguyên sinh thôi. Và phong cảnh đây thì tuyệt vời, hoa lá cành đều có cả. Trên đường đi các bạn có thể gặp rất nhiều cây bụi mà đang trong cái thời tiết giá lạnh khoảng 7-8 độ mà nó vẫn nở hoa được. Mình cũng nể phục nó thật. Ủa, đường thì rất là nhiều đá, đi cũng khá khó, rung lắc là đường đi nghiêng. Đi rất nhẹ nhàng mà vẫn lắc. Đây, kia là hai thành viên nữ đang dẫn đoàn, mình tôi chốt đoàn. Ok, đi thôi. Ở đây là lại một đoạn qua suối nữa. Suối này cũng nhỏ thôi nhưng mà ở đây nó đượm màu rêu phong rất là đẹp. Các bạn có thể nhìn thấy rêu phong rất là đẹp luôn. Bên này nữa. Trên này một tảng đá có lá phong rơi trên rất đẹp. Cái phong đâu biết, nhìn mãi cũng thấy. Có đưa tận đâu ra đến tận đây. Đây là cái đoạn đường chúng tôi tiếp tục đi. Có hẳn một cái rừng cây cổ thụ. Rừng cây rất là đẹp luôn. Rừng cây đằng kia có một cây có cái đỏ đỏ trên rất đẹp. Rất đẹp. Potter đang ngồi nghỉ. Tôi sẽ quay cái đoạn khu rừng đại thụ cho các bạn xem. Ua, cái cây này đẹp nhờ. Cây này đẹp quá. Thấy không? Mình phải chụp bức ảnh trước khi quay tiếp mới được. Nào, tiếp tục đi thôi. Cả một khu rừng nguyên sinh luôn. Thật là. Wow. Tôi không rõ đây là thuộc địa phận bên Tà Lèng hay là vẫn thuộc địa phận bên ơi. Đi, anh đang đi đây, anh đang quay đây. Ok. Potter nhờ chụp một cây rất đẹp rồi kia. Đi. Anh chụp cho. Úi, đoạn đường dưới còn rất đẹp. Nhưng mà thôi tôi phải dừng để chụp cái cây này đã, rất là đẹp. Quay nốt đoạn này thôi. Ồ, còn 15, có 15% pin thôi. Cố gắng. Được chưa? Ok, phải dừng lại đây thôi, sẽ quay hết cái rừng này chắc hết pin mất.
sau 2 giờ leo từ lán trên 2400, bây giờ chúng tôi đã có mặt ở lán này, là lán 1800. Lán rất to nhưng mà đang có nguy cơ là không có chìa khóa. Tối nay em biết ngủ đâu đây. Xuống xem thực hư này. Lán này mới xây, báo mới xây. Lán to vật vã, làm kết cấu giống hệt cái kết cấu trên lán trên Tản Liên, nó cùng chủ khác. Ui, tôi thử treo vào xem là có chìa khóa không nào. Ui, sao không biết có được không? Chìa khóa sao? Nhưng mà được phá không mới quan trọng. Đánh được không được. Thế nhỉ, cày thế. Không có chìa khóa nha các bạn nha. Giờ không biết thế nào. Cung đường kinh dị nhất của đất, đi qua một cái cây. Tối quá mình thấy gì. Dưới là suối, trên là cây, cùng đường không kinh dị. Siêu phết,